chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của Ba Mẹ Cột. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 4 tháng 1, 2023. Bây giờ là 9:45. Ba Mẹ Cột đang có mặt ở đây là bác là con đường số 17, phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân. Thì xin thưa với các bác là bây giờ trưa hôm nay Ba Mẹ Cò sẽ đi ra đón người thân của Ba Mẹ Cò ở Mỹ về. Ồ, đây nó làm cái hội chợ này nè bác. 20 Tết ha. Tuần sau là bắt đầu là hội chợ rồi. Thì xin thưa bác là sau khi mà hôm nay là đón các cô của Ba Mẹ Cột về, rồi mấy ngày sau nữa là Ba Mẹ Cột sẽ đón mẹ của Ba Mẹ Cột về. Thì bắt đầu là hành trình đi chơi Tết nha bác. Mẹ của Ba Mẹ Cột về là ngày 21 Tết. 21 Tết là bắt đầu là 22 Tết là ba gia đình của Ba Mẹ Cột sẽ đi ra Đà Lạt chơi. Nguyên gia đình luôn. Có các cô, các chú. Nói chung là đầy đủ hết luôn á. Lần này là về là đầy đủ hết. Chưa có năm nào mà gia đình Ba Mẹ Cột lại về như vậy. Thậm chí là có người là coi như xin thưa bà con của bác đi từ năm 92 tới giờ hơn 30 năm rồi, bác hôm nay mới bắt đầu về. Từ đó giờ kêu về không bao giờ về. Bây giờ là bắt đầu về. Và Ba Mẹ Cột hy vọng được là về được là mai mốt cái năm nào cũng về thì cho nó vui. Chứ đó mỗi lần mà năn nỉ đủ thứ cách luôn á mà không về là không về nha bác. Bên tay phải Ba Mẹ Cột đây là chùa Quỳ Nghiêm nè. Hồi xưa đó là Phật học viện Quỳ Nghiêm. Bây giờ mình gọi là hồi đó là gọi là an dưỡng địa á, là cái nghĩa địa vậy đó bác. Rồi thì sẵn tiện trên đường đi thì có gì Ba Mẹ Cột quay đó. Bữa giờ Ba Mẹ Cột mừng lắm á, tại vì các bác biết á, mấy thời gian vừa rồi á, Ba Mẹ Cột quậy kênh, phá kênh, làm đủ trò, đổi tên kênh rồi tùm lum hết. Ba Mẹ Cột làm vậy là để Ba Mẹ Cột chuẩn bị tâm lý. Ba Mẹ Cột đã có chuẩn bị tâm lý này mấy lần trước á bác. Ba Mẹ Cột mà phá kênh vậy, xóa video hay cắt chỉnh sửa ghép thay đổi gì thì cái là Ba Mẹ Cột biết là thằng YouTube này nó ghét Ba Mẹ Cột lắm. Nó đưa Ba Mẹ Cột trở thành cái con ghẻ, con rơi. Thì thường mà như vậy á, là kênh của Ba Mẹ Cột nó rớt xuống còn có khoảng 100 mấy 200 người xem mà mỗi video có 100 mấy 200 người xem mà đó. Ba Mẹ Cột muốn là xóa bài lặp lại á bác, nên là Ba Mẹ Cột muốn đi lại được con số zero cho nó vui. Nhưng mà Ba Mẹ Cột chuẩn bị cái tâm lý rồi là kênh mình nó sẽ còn là mỗi video đang lên tầm 200 300 người xem thôi, nhưng mà mừng ghê luôn á. Bữa giờ Ba Mẹ Cột thấy mừng tại vì cũng khá như mọi lần, mà lần này cũng được trên 1000 người xem. Mừng quá. Thì thôi bây giờ Ba Mẹ Cột sẽ bắt đầu làm lại cái móc này. Ba Mẹ Cột thích vậy đó bác, thích xây dựng lại từ con số 0 á, xóa bài ra gọi là gì, xóa bài làm lại nó có hào hứng hơn, thích hơn. Như là bỏ làm lại từ đầu, ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Rồi bây giờ con đường này là con đường hồi xưa là quốc lộ 4 đó bác, quốc lộ số 4 đi về được tỉnh miền Tây. Bây giờ đó là đường Trần Nhân Vương, ở bên tay trái này có bánh bao sáu sỉ. Con
đường bên phải là đường Hậu Giang nè, giờ ba mươi rồi sẽ quẹo trái nha bác. Bây giờ ba mươi rồi sẽ đi hướng lên phi trường Tân Sơn Nhất. Con đường này là con đường cũng là đường Kinh Dương Vương luôn, nhưng mà con đường này thì nó mang tên là đường trước năm 75 là nó là đường Lục Tỉnh. Bên tay trái này đó là công viên Phú Lâm, hồi xưa là nơi mà để cho quân đội Mỹ thường hay tập kết rác ở đây, hay để rác ở đây. Rồi bên tay phải ba mươi gò đây nè bác, hồi xưa trước năm 75 đó là trường kỹ thuật Dương Cao Minh. Bây giờ nó là trường Cao đẳng Giao thông Vận tải của đường 6. Còn ở chỗ công ty Listin này nè, thì hồi xưa nó là hãng khô các bạn. Rồi Giáng Tiên này nè bác, là hồi xưa là Hồ Tắm Phú Lâm. Bên tay trái này nữa là đài căn cứ đài radar, hay là đài phát tướng Phú Lâm. Thì ở đây có những cái anten lớn lắm bác, bự lắm, hình như 4 cái, vàng cao là cao luôn, sử dụng sóng V3 đó bác, để kết nối liên lạc với tòa Bạch Ốc. Và ba mươi rồi đang đi tới số 121 đường Kinh Dương Vương. Con đường này có thời gian được đổi tên lại là con đường Hùng Vương đó bác. Chồng mẹ nó chạy ra, ba mẹ còn cũng hơi sợ, tại vì ba mẹ còn thấy như là có nữ lái, nói gì nói với sao ba mẹ còn vẫn ở Việt Nam này, ba mẹ còn vẫn sợ phụ nữ lái xe nha bác, dù rằng là không phải người nào cũng như vậy nha bác. Cũng có ba mẹ còn cũng từng thấy có những cái bộ tay phụ nữ coi như là cứng lắm nha. Như đứa em của ba mẹ còn á, rồi nó còn gái mà nó lái xe cứng lắm nha bác, nó chuyên và đi theo mấy cái tham gia mấy cái hội nhóm gì đó, xe nó đi xe kho, nó tham gia vô mấy cái hội nhóm đó. Trời ơi, nó chạy coi như là ba mấy cô phải bái phục nó luôn á, nó là con gái á, nó chạy ghê lắm, nhiều khi nó đi những cái chuyến tour xuyên Việt á chạy ghê lắm. Nhưng mà sau cái cảm giác tâm lý của ba mày rồi vẫn thấy con gái nó lái xe, ba mày rồi vẫn sợ. Rồi ở đây là ngã tư Phú Lâm nữa bác, bên tay phải này là đường Nguyễn Văn Luôn. Bây giờ hầu hết là mấy cái vùng minh đều có trang trí hết bác, tại vì giao về cho mỗi quận huyện là phải có một cái khu du lịch, mà năm nay là Sài Gòn là coi như là chủ trương là tập trung vô phát triển ngành du lịch nha bác, cho nên là các bác sẽ thấy các vùng binh ở Sài Gòn là bắt đầu là được để trang trí hoa nè, làm mấy cái tiểu cảnh đẹp lắm. Không, nói chung phải làm mấy tiểu cảnh được đi, sợ năm nay bà nội bỏ đi bỏ mua hoa bỏ đem về á, cho nên mẹ phải chừa ra cái phần đó để cho bà nội bà thích hoa gì bà mua về, chứ thôi là mua nữa thành ra nó dư. Nói chung mẹ vẫn làm, nhưng mà mẹ nhớ chừa trừ hao ra cái mặt đó, nhất là ở phía trước mặt phần đó, là bà nội bà khoái trên hoa trước mặt phần đó. Đây là đường Hùng Vương. Và trước năm 75 thì nó là đường Lục Tỉnh nha bác. Bên phải là chùa Tiền Lâm nè.
chùa Thiền Lâm này nó lại thùng thủng sáo vậy mẹ. Con đường này nó ngộ lắm, bắt bên tay trái là quận 11 mà bên phải là quận 6. À, sáng nay xe hơi đông. Rồi mấy rồi dự chùa là đi sớm tí để lên sân bay quay phim sân bay rồi kiếm gì đó ăn ở trong sân bay quay phim cho các bác. Lại lâu lâu mới có dịp mình lên sân bay mà. Là xe thiết giáp chạy dữ lắm nha bác. Nào này còn có một tấm hình là xe thiết giáp chạy ngay góc đường này nè. Rồi con đường này mang tên là đường Phú Thọ. Khu này người ta còn gọi là khu Bình Thới nha bác. Mẹ có muốn ăn xôi không? Quán xôi mà nhỏ mẹ ăn đó. Còn sống còn. Sáng giờ mẹ ăn gì chưa? Bà cũng chưa ăn gì luôn. Sớm nó cũng đâu có được gì. Đây, xôi đây. Còn trong kè. Mua không? Còn xôi không anh? Rồi lấy cái đó luôn. Rồi một gói, một gói. Bao nhiêu em? 15.000. Gia đình của ba mấy cậu là gia đình vợ là sống ở ngay khu vực này ăn chứ. Đây xin thưa mời các bác ăn nha, đây là xôi nếp than. À, xôi nếp than bọc với lại cái bánh tráng ăn ngon lắm. Xã Dừa Bình Thới nha bác, là cái chỗ tập bắn đó bác, có mấy cái bia. Nhưng mà sau năm 1975 á, nơi đây là trở thành một cái pháp trường nha bác.
rồi mà thời chế độ quân quản á, và những cái tay mà ăn cắp đồ là coi như là đâu có xử đâu bác, đưa ra cho đi diễu hành quanh phố, treo cái bảng diễu hành quanh phố xong cái đưa ra dựng cột luôn. Chắc nói các bác không tin đâu, mà thời đó thời như lúc mà sau năm 75 vô á, rồi bên tay trái 30 độ đây là chùa Giác Viên nè. Chùa Giác Viên này là cũng thân lắm, 30 độ cũng thân với chùa này lắm đó bác, mấy thầy mấy đồ là 30 độ cũng biết chút chút. Đó giờ mấy đứa em của 30 độ á, nó hay gì nó ra ngoài Nguyễn Huệ cho bắn pháo hoa, đi cho nó xa, ở đập sen này nó có bắn pháo bông nữa, nó chạy vô chùa Giác Viên nó ngồi nó coi. Đã luôn ha. Bên tay trái ta mới gọi đây là nghĩa địa Phú Thọ rồi bác. Mẹ ăn lóc dạ thôi đừng ăn no. Thường mà gia đình của ba về nước á, xuống sân bay là ghé vô Cơm Niêu Sài Gòn hay không à. Nên giờ mẹ ăn no lắm, nữa mẹ ăn nổi không. Bên tay trái ba mới gọi đây là cái cổng nghĩa địa Phú Thọ năm xưa á. Gia đình của bên mẹ mỗi lần mà Việt Kiều về nước là đi về nhà ăn đúng không, nhưng mà bên ba mà về nước là đi ra nhà hàng ăn thôi. Nó có tiền lợi được hồi mà năm 89 luôn á, năm 89-90 Việt Kiều về nước là đi ra ngoài ăn luôn, tính ăn ở nhà đó. Mẹ biết sao, hàng ngày ở nhà nấu ăn cực khổ rồi, về nhà chơi Việt Kiều về là phải cho nó vui vẻ, cho mọi người ai cũng thoải mái, cho nên là hầu như chi tiền nhiều lắm đó, ăn ra ngoài ăn ai cũng được ăn, ăn ngon, được gọi là Việt Kiều về nước là được ngon. Còn thời nay thì cuộc sống nó khác rồi, giờ ngày nào nó cũng đi ra ngoài nó ăn không, cho nên bây giờ là bữa cơm gia đình nó lại ngon. Hồi xưa nghèo ăn cơm nhà không, cho nên là Việt Kiều về là phải ra ngoài đường ăn.
cái này là chùa Tổ Đình Giác Lâm rồi đó. À, đi lên tới đây là tới Phú Trung rồi đó. Khu vực trên Phú Trung này là có một cái nhà thờ Phú Trung rồi đó, cũng nhà thờ này cũng trước năm 1975 rồi đó. Hồi xưa đó là rừng cao su đó bác, hay tới đây là chợ Tân Bình nè. Hồi xưa khu vực này là rừng cao su nữa, toàn bộ rừng cao su này hồi cái khởi đầu tiên lên là của ông Nguyễn Sĩ đó bác, rồi sau này ông dân cúng cho nhà thờ Chí Hòa. Rồi sau này nhà thờ Chí Hòa được là tổng giáo phận Sài Gòn, rồi sau này mới tổng giáo phận bắt đầu mới phân chia lại cho các giáo xứ, thành lập ra giáo xứ mới. Cái con hẻm này nè bác, có một cái ngôi trường, trường đó là trường tiểu học Lạc Long Quân đó bác, ngay bên tay hẻm này nè. Xin thưa bà con bác, đó là cái nhà nguyện đầu tiên của nhà thờ Phú Trung này ở đây rồi bác đó. Hồi xưa là bên đó là cái nhà nguyện đầu tiên đó. Rồi ba mày còn nói với bác Phước, toàn bộ khu đất bên tay trái của ba mày đây kéo dài lên bên kia. Mà nếu mà ba mày còn nói với bác đó là hồi xưa là đất của nhà thờ đó, các quá bất tinh không bác. Đây nè, toàn bộ khu đất này là hồi xưa là của nhà thờ nha bác, nhưng mà sau này thì hình như là tới 2 mẫu 6, rồi sau này giờ chỉ dồn giữ lại được khoảng 8 công rồi là cái đất nhà thờ đây. À, đây là giáo xứ Phú Trung nè bác. Giáo xứ Phú Trung này được hình như là được thành lập năm 1974. Hôm nay là thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế. Nhà thờ Phú Trung. Ủa, không phải hân hoan chào đón. À, hôm nay là thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế ở nhà thờ Phú Trung. Cái đường đài Đức Mẹ là bác, hồi xưa là để ở bên cái chỗ cái trường tiểu học đó bác, lúc mà có xây cái nhà nguyện thì cái tượng Đức Mẹ này là hồi đó là ở bên kia, rồi sau này mới dời về đây. Nơi đây là hồi xưa là cái gara của công ty RMK của Mỹ đó, cái công ty mà xây dựng xa lộ Biên Hòa đó.
toàn bộ khu đất này là hồi đó là nhà thờ giao về cho cái nhà thờ để cho làm cái hợp đồng cho thuê với công ty RMK đó bác. Rồi sau này đến năm 73 thì bắt đầu Mỹ rút quân về nước đó, thì bắt đầu mới giao lại cho nhà thờ. Rồi sau năm 1975 thì một phần đất ở đây để làm doanh trại quân đội, rồi một phần thì nhà dân lớn chiếm. Rồi nói chung đủ thứ hết, cho nên là từ 2016 mà giờ xuống còn lại có 800. Toàn bộ khu đất ở đây là bắt là hồi xưa là của nhà thờ đó. Người dân lấn chiếm dần dần vô cái lấn vô liếc cái không còn lại 1/3 so với đất cũ. Ba mấy còn biết, ba mấy còn chia sẻ nha bác. Cũng có thể là nó thiếu hoặc là nó thể là nó sai, các bác nghe xong cái gì góp ý vô giúp ba mấy còn. Thì cái nhà thờ Phú Trung này á, được khởi nguồn là từ vào năm 1968 đó bác. Cái thời điểm đó là bác biết là thời điểm chiến tranh mà, cho nên là đồng bào người ta di cư vô nhiều lắm, người ta di tản nữa, thì người ta mới tập trung về cái vùng đất ngay trên đây là cái vùng Bảy Hiền là bác. Thì các bác biết cái mé trên ngã tư Bảy Hiền bên đây thì hồi xưa là nó thuộc về xứ Tân Việt nha bác. Mà xứ Tân Việt thì của như ba mày còn nhớ như cha Vũ Đức Chiêm á, cha Chiêm. Thì lúc đó là cha Chiêm bắt đầu mới quy tụ một số giáo dân đi di tản tập trung về ở ngã tư Bảy Hiền rồi nè. Về đó rồi cộng thêm một số dân bản xứ nữa. Thì bắt đầu thì cha mới lập ra một cái giáo điểm. Một cái giáo điểm hay giáo họ gì đó, ba mày còn không nhớ nữa. Rồi, thì lúc đó mới giao về cho cha Hưng, rồi lúc đó là phụ tá của cha Chiêm, coi sóc. Rồi đến năm sau này, đến khi mà năm 70, năm 71 gì đó. Như năm 69 nữa rồi. Tại vì ba mày còn nhớ có cha, mà cha chánh xứ tiền khởi của giáo xứ Phú Trung này lúc đó là như là thủ chức linh phục vào năm 69. Thì có thể là năm trong khoảng năm 70, năm 71 gì đó thì bắt đầu được mới bổ nhiệm về đây coi sắp cái họ đạo Phú Trung này. Rồi đến năm 72, năm 72 thì vẫn mới chỉ là cái nhà huyện thôi với lại cái tượng đất mẹ. Rồi đến năm 74 á, đến khi mà năm 73 mà coi như là công ty RMK đó trả hết hợp đồng cho thuê đó, thì bắt đầu là nhà thờ bắt đầu mới xây dựng lên. Cái nhà thờ nằm ngay chỗ bây giờ đó bác, thì bắt đầu khánh thành là vào năm 1974. Rồi sau này cha chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Phú Trung này là mới được chuyển về giáo xứ Tân Hương, làm chánh xứ giáo xứ Tân Hương, ba mới còn nhớ là như vậy. Rồi bên tay phải này bác, hồi xưa đó là nhà thương đại hàng nè, khu này là khu chăn nuôi nha bác. Bên tay trái này là đất nghĩa trang quân đội Pháp. Toàn bộ khu vực bên tay phải ba mày gồ đây đó là khu chăn nuôi, mà mé ở trên đây là người ta còn hay gọi đó là thượng nguồn của kênh Nhiêu Lộc đó bác. Cái con kênh Nhiêu Lộc mà đúng không, chạy thẳng ra sông Sài Gòn á, thì đây là cái thượng nguồn của con kênh Nhiêu Lộc. Con đường này là con đường Hoàng Văn Thụ, hồi xưa nó là đường Võ Tánh. Bên tay trái là mày gò đây á, là hồi xưa đó là trường quốc gia Nghĩa Tử, nó trực thuộc quốc gia Nghĩa Tử thuộc đó bác, của Bộ Quốc phòng. Nơi đây là nơi nuôi dạy con em mà binh lính tử trận đó là. Rồi
con đường này lúc nào cũng kẹt xe á bác. May mà mở rộng ra rồi đó, chứ hồi xưa nó không có rộng dữ vậy đâu bác. Hồi xưa nó chật hơn. Chỉ có vấn đề là giao thông thôi nha bác. Giao thông là cũng là một trong những cái nỗi ám ảnh của Việt kiều về nước. Nhắc Việt kiều về nước, ba mẹ còn mới nhớ. Hôm bữa trước ba mẹ còn có hứa với bác đó, là ba mẹ còn nói cho bác nghe về cái vấn đề mà cầm hai quốc tịch mà đi về nước á. Thì xin thưa bà con của bác, để hôm nay sẵn tiện ba mẹ còn nói luôn, mà lát nữa vô bên trong rồi lên đón thì thân ba mẹ còn về, chắc ba mẹ còn không nói được đâu. Giờ ba mẹ còn bị gọi điện dí rồi à, thì để ba mẹ còn nói luôn trên đường đi à, chứ vô lát nữa vô trong với lại gia đình của ba mẹ còn không có thích ba mẹ còn quay phim à, thành thử chắc ba mẹ còn vô đó ba mẹ còn không quay nhiều. Thôi để ba mẹ còn nói sơ cho bác nghe. Thì xin thưa bà con bác, bây giờ ba mẹ còn sẽ nói cho những người mà đã có hai quốc tịch nha mới hiểu nha, chứ còn các cô chú anh chị và các bạn nào mà không có cầm được hai quốc tịch á thì ba mẹ còn nói thì các bác sẽ không biết đâu, và các bác cũng không có làm được đâu à, và bác sẽ cho rằng ba mẹ còn nói dốc nói xạo. Thì đây là chỉ là dành cho người hai quốc tịch thôi nha. Thì xin thưa bà con bác, khi mà các bác cầm được hai quốc tịch và từ phi trường Mỹ á, mà về thì khi mà ra khỏi Mỹ thì cái đó dễ rồi, bác chỉ cầm cái passport của Mỹ thôi đó, rồi các bác qua khi lên máy bay. Nhưng mà các bác nhớ là khi mà các bác xuống cầm thành hai quốc tịch, ôi nó đốt pháo quá ta. À, đây là trong Lăng Gia Cả đó bác. Thì xin mà khi các bác về tới Việt Nam á, các bác đừng có sử dụng cái passport Mỹ đi vòng Việt Nam cho bác à, các bác hãy xuất trình cái passport của Việt Nam ra để đi vào Việt Nam cho bác. Thì hải quan á, khi mà nói đó tới đó nó có hai cái luồng, khi mà vào cửa khẩu Việt Nam á, không biết bây giờ còn hai luồng không, lâu quá ba mẹ rồi chưa đi, nhưng mà đó đi là nó có hai luồng đó bác. Một luồng là dành cho khách nước ngoài và một luồng là dành cho trong nước. Để bác đi vào cái luồng trong nước thì mình giúp ba mẹ rồi, nó lẹ hơn nước ngoài nhiều lắm đó. Rồi sau đó các bác sẽ đi, ba mẹ rồi đi vào cái luồng trong nước chưa bao giờ mà ba mẹ rồi bị hải quan làm khó dễ nha bác, chưa bao giờ luôn á. Cho nên ba mẹ rồi nói là đó, ba mẹ rồi nói là ba mẹ rồi đi vô ba mẹ rồi không tốn một đồng nói đó. Rồi các bác kẹp ngay ba mẹ rồi cái trò mà nhất nhất là 5 đô, 10 đô đi vô trong cái passport đó. Cái đó là các bác đang làm xấu hình ảnh Việt Nam thôi, với lại tự nhiên tốn tiền vô ích, ba mẹ còn nói thật, nhét vô cũng không được gì đâu. Rồi thì các bác cứ cầm cái passport của Việt Nam, rồi các bác đi vào luồng của Việt Nam á, luồng trong nước á, rồi thế là hải quan tống mọc vô, nhập cảnh, rồi là xong, dễ là xong. À các bác ha, cái đó là cái quyền lợi á, khỏi cần xin visa, khỏi cần gì hết. Rồi bây giờ cái cách mà đi ra đây nè, ba mẹ còn chuẩn bị một lần mà đi ra đây nè à, xin thưa bà con cô bác, đến lúc mà đi ra đó thì các bác ở vô thì vô bằng passport Việt Nam, thì khi mà đi ra thì các bác cũng làm ơn cầm cái passport của Việt Nam đi ra nha đó. Cầm cái passport Việt Nam để người ta đánh dấu đi ra, chứ bác đừng có cầm cái passport Mỹ mà đưa nó đánh dấu đi ra là chết rồi nha. Cầm hai passport thì nhớ đi vô là vô passport Việt Nam, thì đi ra bằng passport Việt Nam, chứ đừng có đi ra bằng passport Mỹ à. Rồi khi mà đóng đi ra bằng passport Việt Nam thì các bác thấy đóng cái mọc xuất ra một cái, rồi về tới Mỹ thì đưa passport Mỹ cho nó nhập vô, rồi là xong ha.
có một cái trường hợp như thế này mà ba Michael từng bị dướng lại ở cái này, thì bây giờ để ba Michael cũng kinh nghiệm cho các bác luôn. Xin thưa bà con các bác, có một lần ba Michael đi ra cửa khẩu và ba Michael dùng passport Việt Nam để ba Michael đi ra, thì tự nhiên cái nhân viên hải quan á, họ coi cầm cái passport của ba Michael lên, cái họ để đó và họ mời ba Michael vô phòng làm việc. Rồi lúc đó mệt ghê lắm nha bác, căng thẳng lắm. Nói chung là đi qua cửa khẩu hải quan, có bác đi trình xuất trình passport mà tự nhiên hãy nhân viên hải quan nó coi lâu nè, rồi sau đó cái nó mời mình đi ra một cái phòng để ngồi nói chuyện á, là lúc đó là tâm lý tim đập mình thịt lực thịt luôn á. Mà sau này ba Michael mới phát hiện ra, đến sau này ba Michael mới biết nha, chứ hồi đó ngay tại thời điểm đó ba Michael cũng không biết tại sao mình lại bị mời ra, mình có vấn đề gì hay không. Thì sau này ba Michael biết đó là bây giờ chắc người ta đi nhiều, chắc có thể là lúc đó thời điểm đó là ít người đi hay sao, cái kiểu giám niệm. Thì các bác biết không, cái passport trên cái passport Việt Nam của ba Michael á, nó chỉ có đi ra thôi chứ nó không có điểm đến. Bình thường một cái cuốn bách bo đó thì nó có đoạn đầu Việt Nam mình thường hay đóng dấu cái đò đuôi, và cái phần phía trước á là dành cho cái nơi mà mình đến, giống như Mỹ nè, Úc nè, rồi Thái Lan, Singapore vậy đó, thì những cái nơi đến người ta sẽ đóng cái dấu trên, còn phần đuôi á là ta đóng cái dấu xuống. Thì trên cái bách bo của Việt Nam của ba Michael á là nó chỉ có hai dấu, dấu ra và dấu vô, dấu ra và dấu vô của Việt Nam thôi, nó không có cái điểm đến. nó đặc biệt đó, cái passport, tại vì khi mà mình cầm hai quốc tịch thì mình đi đến nước nào mình đi bằng cái passport nước đó vậy quá. Thành thử ra là cái passport của Việt Nam của ba Michael nó lại không có cái điểm đến. Thành thử ra cái nhân viên hải quan á, không biết là lúc đó là nhiều người chưa đi hay không hay sao á, mình không biết. Thì có lẽ là cái trường hợp đó lúc đó là nó hiếm, thành thử ra hải quan chưa gặp cái vấn đề đó. Thì lúc đó họ mới mời mình vô trong cái phòng, thì họ mới hỏi mình là tại sao passport của anh là chỉ có ra khỏi Việt Nam và sau đó đi vào Việt Nam, rồi anh đi đến đâu. Thì lúc đó ba Michael mới giải thích, thì bắt đầu là ok, thì đó là một cái trường hợp. Cho nên đó, sau này ba Michael thấy cách tốt nhất để mà tránh cái phiền phức khi mà mình làm những cái thủ tục hải quan á, thì xin thưa bà con cô bác, cách tốt nhất luôn là các cô chú anh chị và các bạn là cứ đưa hai bách bo, đưa ra luôn hai bách bo. Còn khi mà mình vào cái cửa nè, hay một cái trường hợp nữa nè, khi mà nhân viên mà mình đi từ các cốt cầm cái bách bo Việt Nam nha, mà các bác đi qua được cái phòng vé đó, có một cái nhân viên nó kiểm soát nữa, nó phải coi cái bách bo của bác. Nếu mà các bác cầm cái bách bo Việt Nam á, thì lúc đó nó lại đòi hỏi các bác phải có visa, nó phải có một cái visa nó mới cho vào. Còn nếu mà bác cầm cái passport Việt Nam mà đi thẳng tay vô là không có chuyện đó đâu nha. Thành thử ra sau này ba Michael rút kinh nghiệm á, nếu mà các bác mà cầm được hai quốc tịch đó, cầm hai quốc tịch đó, thì ba Michael khuyên các chú cô chú anh chị và các bạn là cứ cầm luôn hai cuốc. Khi mà mình không biết mình lớn hớ gì đó, các bác cứ cầm hai cuốc luôn, đưa nó, nó muốn coi gì nó coi đó là xong, khỏe, khỏi phải trình visa, khỏi phải trình cái gì hết. Đó là những cái trường hợp mà hy hữu mà ba Michael đã từng bị. Nhưng mà sau này mấy lần sau ba Michael đi thì không có, ba Michael thấy nó không còn cái vấn đề đó nữa. Thì chẳng có lẽ là do ba Michael đi luôn hai cuốn. Thì cho nên các bác, ba Michael khuyên các bác là cứ, nếu mà cầm được hai quốc tịch là cứ đi hai cuốn cho ba Michael. Là không có chuyện gì xảy ra hết. Nó thích cuốn nào nó đóng cuốn đó. Đó, nhưng mà lúc mà nhập vô á bác, nhập khẩu Việt Nam á, các bác nhớ cầm đưa cho nó cái cuốn quốc tịch Việt Nam đó nha các bác. Thôi nhưng mà cũng không sao, đưa luôn hai cuốn cũng được, tại vì ba Michael chỉ sợ là đóng nhầm vô cuốn passport của Mỹ thôi. Nhưng mà lúc đó là các bác đi, lúc đó các bác không có visa vô Việt Nam thì nó hả, thì hải quan không có đóng vô cái cuốn passport Mỹ được đâu, chắc cũng không nên. Thôi nói chung cứ cầm hai cuốn đưa luôn đi, tại vì khi mà đi vô thì các bác nhớ lưu ý là mình đưa cái passport Việt Nam để họ đóng vô cái nhập khẩu nhập cảnh vô trong đó. Chứ mình đưa bách bo Mỹ, người ta đóng vô bách bo Mỹ thì phiền phức. Nhưng mà trường hợp đó, nếu mà đóng vô bách bo Mỹ là bác phải có visa Việt Nam. Thành thử ra ba Michael nghĩ chắc cũng không đến nổi. Ba Michael chưa có trường hợp đó.
tại vì nhập cảnh vô là mình chỉ đưa passport Việt Nam ra thôi. Chó mẹ, chó xin nha mẹ. Rồi như vậy là ba mấy người thực hiện lời hứa của mình rồi nha. Rồi mà nếu mà đi qua mấy cái đó là chỉ tại vì Mỹ mấy cái nước tư bản là họ yêu cầu là nhân viên nó phải kiểm tra kỹ cái visa mới vào, chứ còn có bắt mà đi mấy cái nước Sinh Mã, Thái Lan rồi đó thì cầm passport Việt Nam đi vô tư. Từ đó người ta chỉ cần kiểm tra vé máy bay thôi. Lại có bác biết tại sao mà nhân viên mà kiểm soát vé nó phải yêu cầu các bác phải có visa vô Mỹ không? Theo luật của sân bay các bác, tại bác mà không để ý. Theo luật sân bay nha, máy bay mà nó chở bác đi qua Mỹ nha, mà hải quan nó không cho nhập cảnh vô á, vì vấn đề mà thiếu visa hay gì đó, là nhiệm vụ của máy bay đó là phải trả các bác về lại điểm xuất phát á. Thành thử ra là nhân viên phòng vé nó kiểm tra kỹ lắm, phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, bắt đầu nó mới cho bác lên máy bay ngồi nha. Đó là cái luật luôn á. Hãng hàng không nào chở đi là cái nhiệm vụ, là trách nhiệm hãng hàng không đó phải chở về đó, nếu mà người đó không được nhập cảnh vô đó. Subscribe kênh của ba mẹ cô đi, ba mẹ cô có nhiều câu chuyện để kể với bác lắm, bảo đảm chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới đất nhiều chuyện lắm nha. Rồi vô rồi, xin thưa các bác, bây giờ là mời các bác cùng với ba mẹ cô đi. Mày nhớ cái chỗ đó nãy ba đi và mà ba có quay phim mà. Đi thang bộ đi. Vô cái chỗ mà giữ xe này là các bác phải đi chụp hình lại nha đó, chứ không thôi là nó mình còn quên chỗ một cái rồi phiền lắm. Đây là cái khu mà đóng tuyển sân bay nè, các thấy chưa? Có tiệm mà cà phê của Mỹ luôn nè, thấy không? Và McDonald's ở đây luôn nè. Sân bay là một cái nơi mà đầy đủ hết tất cả. Đây là cái ga quốc nội nha bác. Ở đây có nhiều nhân viên mặc đều đồng phục ghê nè.
Starbucks, McDonald's nè, phần có 49.000 nè, cũng rẻ. Cơm một miếng gà với một miếng cơm có 49.000. Đây là hãng Việt Nam Airlines nè, mặc cái bộ đồ xanh da trời, một màu xanh hy vọng. Quá trời xe không đó. Xe quá trời luôn á, mấy làn ba, 1, 2, 3, 4 làn xe. Đây là nhân viên đưa bữa nào ba mới cầu sức cả chỉ cho các bác nghe một cái tuyệt chiêu nha, xin thưa bà con, bác hứa bữa nào sẽ kể cho bác nghe một cái tuyệt chiêu dành cho các cô chú anh chị và các bạn ở Việt Nam. Nếu mà đi qua mà lỡ mà không biết tiếng Anh nha, mà đi vào cái phi trường của Mỹ là nó phiền lắm, cho nên bữa nào ba mới còn hứa sẽ kể cho bác nghe một cái tuyệt chiêu không cần biết tiếng Anh mà có thể đi vào nước Mỹ luôn. Cầm vé, cầm đồ, nói chung là bữa nào hứa sẽ kể cho bác nghe cái chuyện đó. Rồi, ủa bây giờ đi dễ lắm. Lần sau đi, lần sau ba mẹ cô đi đón mẹ của ba mẹ cô á, rồi ba mẹ cô sẽ nói cho các bác nghe về cái điều này. Nếu mà lỡ thử mà không biết tiếng Anh thì làm sao mà qua Mỹ? Không phải tiếng Anh thì là qua Mỹ là chuyện bình thường. Không biết tiếng Anh thì làm sao mà, cái cách thức nào mà đi máy bay tránh bị lạc. Trong hồi cái phi trường ở Việt Nam này xin thưa bác thì nó nhỏ xíu phi trường ở Việt Nam thì nhỏ lắm, các bác mà đi qua mới gặp mấy cái phi trường ở nước ngoài các bác nhìn không khiếp nữa, thôi luôn á. Đi mà láng quán hồi là coi như là không biết đường luôn á. Phi trường nước ngoài nó bự lắm nha bác, nóng anh. Phi trường Tân Sơn Nhất mình là một trong những phi trường bự á, bự ở Việt Nam luôn đó chứ. Nhưng mà so với nước ngoài thì cái đây nó giống như là sân bay nội địa của nó. Ở nước ngoài nó bự lắm nha, phi trường nó bự lắm. Con đường này để mình đi qua cái ga quốc tế nè, thì cái sân bay Tân Sơn Nhất này ba mình còn quay hoài, cho nên giờ ba mình sẽ đi quay cho bác xem cảnh người dân người ta đi như thế nào đó nha. Cái vali mà cái ông đó ông đang kéo đó, vali Samsonite á, coi vậy với mắc tiền lắm mấy ông. Cái thương hiệu Samsonite mắc tiền lắm nha bác. Đúng rồi. Mày biết tại sao bọc không? Nhất là không ai nhét đồ vô, với hai cũng không ai lấy đồ ra. Bọc để cho nó được chạy cái gì. Cũng được. Cũng được, nghĩ vậy cũng được. Thì cũng được. Ừ, thì mình cứ nghĩ vậy đi cho nó nhẹ. Ở đây là đài kiểm soát không lưu nè bác, đây là đài kiểm soát không lưu nè. Sân bay Tân Sơn Nhất thì nó cũng chỉ y vậy thôi nha bác.
Nên ba mẹ cậu bây giờ chứ bắt đầu ở đây thì ba mẹ cậu đi quay trên đường, ba mẹ cậu ở đâu ba mẹ cậu quay đó, chứ nó không phải là đi quay từng chi tiết giống như mấy lần trước ba mẹ cậu đi vô đây đi quay phim Tân Sơn Nhất. À, bên kia đó là xe buýt mà. Bây giờ kinh à, 21 Tết là mẹ của ba mẹ cậu đi về ban đêm à, thành thử là lúc đó ba mẹ cậu sẽ quay về sân bay ban đêm cho các bác xem. Mình đi kiếm cái quán nước mình ngồi nha bác. Rồi máy bay chưa có xuống đó bác. 10:55 lận. Bây giờ là 18 à, còn tới 15 phút nữa mới xuống. Bây giờ để ba mẹ gọi đi kiếm cái quán nước ba mẹ gọi ngồi à. Rồi thôi ba mẹ gọi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cô. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.